Mới đây, Sở Công Thương thành phố Hà Nội đã trao danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2023 cho 33 sản phẩm của 24 doanh nghiệp, trong đó có 10 sản phẩm được công nhận top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực của Hà Nội. Trong 5 năm qua, Hà Nội đã công nhận tổng số 229 sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố. Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực ngày càng thể hiện và khẳng định được vai trò tiên phong, trụ đỡ và là động lực cho phát triển công nghiệp Hà Nội. Việc công nhận và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố góp phần tăng giá trị thương hiệu, qua đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì ổn định và phát triển bền vững, đồng thời tác động lan tỏa mạnh mẽ đến kinh tế thành phố, đóng góp tỷ trọng lớn vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thủ đô.